Rồi, Thanh Tùng chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vũ Khí Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tùng có mặt tại xã Thế Trung của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đồng vào đây quay ba cái đồng cưa cái cây xoài. Chào quý bà con. Về gần quê hương. Có cái xài này nó chết rồi. Nó gãy nhánh xuống nguy hiểm, cho nên thì đây đang hạ cây xoài cho bà con đây. Chúc quý bà con mình mạnh khỏe nha. Dạ, hình như con nghe nói là chú Dân nhờ ba lại đây cưa giùm cái cây xoài này hả ba? Cưa phụ. Cưa phụ cho Dân Dũng nữa. Qua hai đứa lại đi làm là thấy cây thì mình hơi cực. Dạ. Yeah. Hỗ trợ. Này ba có bằng xe vỗ máy cưa pin và sử dụng máy cưa pin cưa mấy phần nhánh chưa? Đưa Tùng vào Tùng quay cái gốc cây xoài cho cả nhà xem nha. Xoài này nó bị bù xè, mấy con bù xè nó ăn trong thân. Biết là nó rụng lá nó chết rồi. Nãy giờ thì chú Dân, chú Dũng với chú Đường đang tháo cái mái nhà tạm nè, che cái chỗ nấu đồ ăn, cái sân nước gì á. Đây là gốc cây xoài nè. Cây này quá bự luôn mà nó bị chết uổng quá. Nó không có chết thì cái này mua kiển đồ trồng đồ ngon lắm. Nên nó lột nguyên cái lớp da này luôn. Mà tới bên đây luôn không sống nổi. À, cái bên đây thì có hai cái phần nhánh nè, rất là to, ve lúc mà ve qua khỏi cái bờ bên kia luôn á. Nên là mới tháo cái mái nhà này thôi. Không đi ấy điện đi. Hôm qua chú Dân, chú Dân với chú Dũng vô coi làm sao mà không cưa mà nhờ ba con tới cưa chứ Dân. Khó khăn quá. Chà là xa chứ Dân không có chì cái xa được. Dạ. Ở nhà ba con là ra phụ chú Dân cây này là anh Tùng anh giỏi, thứ hai là anh gọn người, anh ra nhánh nhỏ mới treo xuống chú Dân là cưa là chú Dân đứng trong cái gai xa không có được. Dạ, gai xa sao gì, gãy nhánh. lật cái thước lại chú Dân. Lật cái thước lại cho dễ nhìn. Lật cũng vậy. À. Công đây. Cái này nó cũng lớn nhất về giới lớn nhất ở miền Nam à. Ừ. Đây. Lớn nhất miền Nam thì cự à. Miền Nam. Miền miền Nam chưa? Hôm qua chứ vậy. Em hai. 201. Khoai thì đồ ăn lấy của. 201 của anh. Đây là khoảng giữa nó hơi ốm chứ trên đây chắc cả 250 ạ. Xin lần chút đầu lăn. Cái đầu lăn. Đầu lăn chắc cả 250 ạ. Cái này chỗ này hơi ốm. Cái này cũng lâu năm à. Lột da hết trơn rồi. Quá. Đây này đưa con. Quốc thử cục này coi. Cái đầu lăn. Gì? Ôi già quá rồi. Đó. Nó 206 luôn. Ừ. Cái này nó ốm nè, đó. Ngay cái đầu quá bự. 206 quá. Qua chú đó với ba con ba là 250 là còn nhỏ thấy không? 26 à. Chú đòi ngày cổ không? Cái xài này chắc lâu năm dính lắm rồi nè. Ba cái gông rồi, ba cái lan nữa. Bám lên luôn. Đây này đúng. Sáng này thì có cái thang thì ba có bằng bắt qua leo lên cho nó nhanh luôn. Nó khỏe. Mấy cái nhánh này là bị mấy con bù xè nó ăn hết trơn, lủng lỗ hết trơn. Cái này nói leo xa ra cột nhánh ba cô Toàn cũng không dám đâu. Sao nó gãy. Ba Toàn leo qua mái nhà để cắt bớt cái chốc nhánh gieo qua mái nhà này. Nước nào, nước này hồi nhỏ này.
chắc cái chót ngoài này rồi mới cưa sát cái mách đó được. Ba có toàn không có cắt bên kia luôn, cắt mở miệng à bé. Trời ơi, chú mốt hả? Cái này thì chú Dân lãnh cưa củi luôn nên bây giờ xúm nhau cắt củi. Nãy không không chừa nhỉ. Chừa mất đường qua luôn. Có ngành đâu không chừa ngành. Ăn đi ăn luôn. Nó thở cá xuống mà mày chửi mà cá lên cũng mày chửi. Chú Dân giờ leo lên cơ phụ với ba cô Tần luôn. Lấy cái dây á, cột cái đọt cái gòn đi nha. Gọt trên đây là còn chưa tha xong nút. Kéo trên, nhấn trên, nhấn trên. Cầu vô đất thì nó văng tới đây rồi tao. Xin. Đến chưa ngồi. Yeah.
đó, chú Dần thì đang cưa nhánh bên kia kìa, nó ra ra cái mương chú cắt xả cho nhánh xuống rồi. Dân cùng với chú Đường đang cưa treo mấy cái nhánh xoài bên kia xuống. Ồ, bà có toàn cắt nhánh lớn luôn. Chú Đường ơi! Cắn tài chú Dũng ơi. Cắn tài. Mấy cái nhánh đó thì đang ve với cái cổng dây điện ở dưới nè, nên ba có toàn nắm tay quăng ra.
quá già. Dân đang cắt cái đọt cây gòn bên kia. Cắt cái dướng trên cái mấy nhánh cây xoài chưa rớt xuống. Gió quá trời nhiều. Thổi cái đọt cây gòn đi vô tấp vô trong thôi. Từ từ mà đi qua được rồi cái tôi cũng thấy ông rồi. Nãy giờ cô đang nấu cơm hay nấu gì đây nè? Mà các bạn cắt hết trên vậy là ba các bạn dùng cái tược chính này để treo một cái nhánh, phần nhánh bên đây vô qua. Nhánh cây xoài này thì có một cái nhánh sẽ bên đất của người dân, đất của một chủ khác á, và nó dướng ngay cái đọt cây dừa này. Không biết ba cái đồng sẽ cưa cây như thế nào đây. Ông Tùng ơi, cái con cây nhỏ che được không Tùng? Chí Vũ hồi nãy thấy che không được, giờ leo lên luôn rồi kìa các anh ơi. Cao quá thấy không tới. Dạ ba có cần dùng xì dây lược luộc lỡ nè, gằn lên cái hòn nhánh trên. Và có thể là ba có cần sẽ nhờ chú Dũng ra cột cái phần nhánh cây xoài ngoài này. Cái cây lâu năm tuổi quá nên giờ rong rêu nó mọc quá trời nhiều chánh. Nên nó khá là trơn. Với giờ này mưa cũng khá nhiều á cả nhà.
Chị Dũng đang treo nhánh, cột treo nhánh. Qua đây treo nhánh nè. Hai chú dân quấn về cho luôn đi. Chỗ đó là chỗ em chạy cái cọng dây cho đó luôn chỗ em. Giờ chỗ đường mở cái sợi dây dù hồi nãy giờ cột giữ cái cọng dây điện qua bên kia để cắt mấy nhánh đây. Bây giờ mở ra và kéo ngược qua bên vách tường bên đây lại. Để cho có một khoảng trống bên dưới này cho cắt cái phần nhánh nó rớt xuống. Lóc này nó ve vô cái lu nước ở dưới á, nên chú dân phải cột dây dây lên. Nhánh bên ba của tàu thì vẫn chưa cưa. Chú dân vẫn tiếp tục cột treo nhánh mấy cái nhánh xoài bên kia. Nhánh là khô nghe chú Dân. Bà có toàn tính cột gốc cái nhánh này lại hay sao? Để không cột giật lại thì cái cọng dây mà mình treo nó quơ đây. Nó quơ nhiều quá thì nó đập vô cái mái nhà mình nè. Vách tường. Đập vô vách tường với mái nhà luôn. Bỏ chút cắt chứ chú Dũng ơi. Chung với chiếc cũ mà cũng là cột cái cột thằng ốc. Nhà này nó treo xa quá.
cái móc khóa của anh Vũ Hồng Hà đó, nó mới qua nó chói mắt luôn, nắng gọi vô chói mắt luôn. Rồi, bây giờ chú Dân cắt nhánh bên kia trước rồi có toàn mấy cưa nhánh đây. Nãy giờ chú Dân cưa, chú Dân chú Dũng cưa không kêu con. Không nghe, tưởng cưa củi không à. Cưa cái nhánh, cái nách, sát nách của cây xoài. Tưởng cưa củi không nghe. Nãy giờ cái lóng nó cũng phải treo dây xuống. Tại nghe cái ống nước với cái lu nước. Quá ấm luôn. Ông, ông, nhánh nó xà lúc dưới nên bà có đồng phải cột treo nhánh lên. Nói không, mình không nói không. Hả? Trời ơi, giờ tao sáu chỉ tao không nổi gì cái cây này. Dễ yeah, tôi đi cưa củi à. Ừ. Không chữ không chữ không nghe. Có gì không chữ không nghe. Nhánh này ba có đoạn cột treo hai dây luôn. Chút xíu ha, cưa củi chú Dũng ơi, sùm quá chú Dũng ơi. Cái dây này đó, cái dây đó, cái dây đó, chịu đâu nổi rồi, quất cái đó dây dây. Hai thằng kia quất quất cái ngoài đi rồi kéo tu lên là đặt nó bị xa nhà tắm. Rồi, nè làm đi. Rồi.